mình ăn phát sút, mình ăn phát đá thì cũng phải để cho thằng em mình nó ăn phát vả. Chứ chả nhẽ mình bị oánh rồi lại để cho thằng em mình nó chết khát à? Có đúng không? Không phải đâu em ạ. Mà phải là biết chia. Chú bảo vệ ơi, chú xem cái phim gì mà gọi là cái phim hai girl nữa này. Ấy chết, đừng có click vào nhá. Ồ, đã hai girl còn World Cup nữa. Đừng có nhấp vào nhá. Ui ơi, bù mắt rồi. Tôi đội ơn bạn. Bạn là nhất, bạn là số 1, bạn là siêu nhân, bạn là đỉnh, bạn là hàng hiệu. Bạn là cái chó gì?